Ủa sao em lại chọn làm ngoài Sài Gòn mà lại chọn ra là Phú Quốc này? Chị em làm ở đây. Chị làm ở đây? Chị sinh năm nhiêu? Từ 92 luôn. Chị là chủ. À, cái sáng của gia đình luôn. Cái loại phòng bên này là loại phòng gì em? Là chim đâu quá anh. Chiếc bộ hả? Là chim. Green hả? Ở này là... Chim là 2 giường đơn, hai single bed. Cho hỏi là cái khách sạn của mình là mình xây dựng theo tiêu chuẩn là mấy sao? Dạ, 2 sao ạ. 2 sao. Dạ. Ở đây của mình là nước suối miễn phí không chị? Đúng là nước suối miễn phí, sạp ở trong này là nước suối miễn phí, còn tủ lạnh thì sử dụng hoàn toàn đúng rồi. Là trong những cái sản phẩm trong mini bar của mình là có tính phí. Dạ, đúng rồi. Em xin chữa cho anh. Sang cũng là mình lát gỗ luôn. Dạ đúng rồi.